Cô đỡ được. Và như giọt mưa rơi trên tường đá, hà như mưa gió. Biết không? Biết. Bài hay. Một bài hát Trịnh Công Sơn nhá. Cũng mua thay lá. Thử đi. Trong nghỉ ta. Thử ông pha nào. À tôi son đi, tôi son. Son trưởng nhá. Mua đua đấy. Anh thử đi, em bốn mùa như gió, bốn mùa như mây, những dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Đêm chờ ánh sáng, mưa đòi cơn nắng, mặt trời lấp lánh trên cao vừa xa vừa gần. Không phải tông sao này là thứ ấy, bài thứ ấy trưởng trưởng thứ đâu hả bài thứ đâu thứ à bảy rồi vừa hát là dây thứ đấy đánh đô rồi. Cho anh thấy Đông La thử đi, anh em mình hát bài Dấu Chân Địa Đàng, Trịnh Công Sơn. La đi. La đấy. Thank you.
Đêm đông hay là làm ở đêm đông? Làm bài đêm đông. Lấy cái ghế mà ngồi. Lấy cao xong ngồi cho cao người ta. Cái gì nó đang ấy là tôi phải đứng mà không có cái này. Nó không có cái dây đấy. Chiều đi cao quá. Thằng đi rất cao đấy. Đánh mày hát được không? Thank you.
Chưa. Chưa nghe á? Ừ. Bạch mẹ nữa nào đây. Chưa bao giờ cảm thấy nếu thì anh không biết được làm gì. Không. Ủa, mày mấy con hàng ảo mà. Tao chịu luôn đấy. À, mày hát là cái bài cô đơn, bài cô đơn hay thế nhỉ? Bài khó hát lắm rồi, sẽ không hát được. Chứ mày hát rồi đấy. Hạnh phúc như đôi chim yên tung bay gặp trời nắng. Hạnh phúc như sương ban mai lòng lành đậu cành lá thơm. Tình yêu một thoáng lên môi nhẹ nhàng như áng mây trôi, chỉ còn tiếc nuối cô đơn bờ vơ không nguôi. Dâng trong nghe như chim đàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng trời cũng đắm điện này. Đấy, em nghĩ là kỹ thuật thanh nhạc của mình chín muồi lắm mới hát được. Mày hát cẩn thận là được mà. Bài hay nhỉ? À cái bài gì của Trần Thế Hoàng mày trước mày hay hát nhỉ? Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Hát đây đúng không? Tụi em có nhiều bài kinh khủng hơn nhiều. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau em buồn thêm. Đã vắng mưa gợi niềm chặt chiêu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Tôi nghe yêu thương đi xa thơm hay cô tình à? Nghe cô nghe à? Ăn gì em? Chén gì đâu? Có cơm à? Dạ có cái gì? Mua cái điểm gì? Cứ không ổn sổ ghi xếp bình thường. Thật á? Ừ. Cho em một quần em. Đây. Cái quần này anh mua về để anh tặng mà. Trông ngầu quá. Anh có một đống mà. Dạ yeah. Mua về để ví dụ học viên nào đến mà cần ghi chép này. Vì tặng luôn. Đang gọi anh kìa. Đang bận gọi gì? Đi chỗ ra. Đang ngay sửa chim. Anh em về em biết thế nào. Không, có nghĩa là nha. Anh là ví dụ học viên nào đến cần đấy. Ghi chép là anh tặng luôn quần này. Hiểu chưa? Thực ra là nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Những cái vấn đề là tao kiếm được cái loại này. Đấy, tao đấy. Thế à? Anh... Tao là bao tiền? Hai ba chục mà. Dạ hết nhá. Đã cãi. Rồi rồi mai chân hoang vu lên phố người. Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Ngồi nghe yêu thương đi
xa đắm thay giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa em qua đây dù nắng u say lời yêu chốn đắm đầy non em nay tiễn em xuân chưa phai son ngày vàng còn gì đoạn rồi những lần chiều chân hoang vu trên phố người. Bài này là bài khó này chị hát. Bài khó. Nó khó chứ nào? Cái này nó kiểu cái giai điệu của nó ấy, hát dễ bị phô cực luôn. Mày thấy không? Không phải nốt. No. Chiều xưa em qua đây dù nắng u say. Yes, nó không tới đúng không? Đúng không? Nó rất là dễ phô ấy. Lời yêu chót đong đầy. Những cái chỗ luyến nhân nó toàn kiểu nửa cung ấy. Lời yêu chót đong đầy. Lời yêu chót đong đầy. Đón em. Đón em. Mây tiếng em sân chưa mai sắp ngày vàng đón gì đầy đoạn đầy những lần đầu hẹn rồi mai chân hoang dày như mày hát ấy, nó giọng luôn. Cầm mà hát được không? Mà vẫn được. Cái hát thì phải chủ hơi kinh lắm. Đúng rồi. Để chiều xưa em qua đây dù hôn nắng mù say lời yêu chót đong đầy chân tu ấy, các bậc cao nhân về thanh nhạc ở trong Sài Gòn ấy thôi mà em toàn lưu hết lại clip. Đúng rồi, không phải nghe mới được, có mình phải nghiên cứu lâu lâu mình mới hiểu được. Anh nghe em chia sẻ với anh có nhiều lúc nhé, nhiều lúc ngày xưa ấy, đi học xong là kiểu mãi về sau mới hiểu thầy nói gì ấy thật, chứ không phải là ông nói có hiểu ngay thôi, nhưng mà mình kiểu nhanh đi nghe lại ấy. Dù như là bây giờ bình thường ngày xưa hát là giọng nam trung, bây giờ em còn hát được cả giọng nam cao. Ví dụ như anh em hát những cái bài đóng những cái nốt la si ầm ầm luôn. Ủa đấy đó. Ừ. Bài gì? Tông rồi đó. Bài Thính Phong đấy. Ờ. Ờ Thính Phong ư? Bài ca Hà Nội đi. Tông.
à. Ở mùa thu đi qua từng ngõ hẻm, ơi con gái, ơi cô, ơi phá tụi mày là cao lắm. Là thế thì á. Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến thắng, đường thanh thang Ba Đình lịch sử, đường đất nằm Hoàn Kiếm đông xuân, nghe nào nước trong lòng thủ đô ta sục sôi đánh.